Xin chào tất cả mọi người, ngày hôm nay cửa hàng Tuấn Hải giới thiệu các bác về một lô máy là cưa xích triệt bãi. Số điện thoại của cửa hàng bên em là 0392 973 923. Các bác có thể là kết bạn qua Zalo, cần những tiếng máy, nghe tiếng máy hoặc là cần test thêm gì về máy thì cứ nhắn tin gọi điện qua số điện thoại là 0392 973 923 các bác nhé. Ok, và clip luôn. Hôm nay là lên được 2, 4, 6, 8, 9 con máy. 9 máy cưa xích triệt bãi. Trước khi các bác mua một sản phẩm là cưa xích triệt bãi bên em thì bên em sẽ tặng cho các bác là một tít mở buji và một rũa cưa. Ok, em sẽ vào test, em sẽ vào giới thiệu các bác con máy đầu tiên của ngày hôm nay là Echo Kyurit. Đấy. Hai lưỡi lạc vô cùng chắc chắn về hệ cắt, hệ là hệ gia đình. Đầu lưỡi của máy là 30. Lưỡi máy là 30. 35cc là 4mm. Máy rất đẹp. Đấy. Các thông số này. CSV3201. À con này 32cc. Con này 32cc lòng 34 ly, 33 ly, 38 ly. 5501 3186. Make in Japan, được viết thẳng vào, viết vào in vào lốc máy. Bơm thang phụ này, các bác có vui thang phụ. Đấy. Về lam của máy là lưỡi của máy xích ấy, là xài xích chung và lưỡi vô cùng là sắc. Ok, thang xích vẫn còn hoạt động các bác nhé. Ok, mình test luôn tiếng nổ các bác. Ok, em máy đầu tiên là AG1, bên em bán giá là 2,4 triệu. Bên em nó có bao ship cho các bác nhé, các bác chỉ cần đặt hàng bên em thì bên em sẽ bao ship luôn đến tận cửa nhà luôn các bác luôn. Chỉ cần trả với giá là, theo em đăng ở đây là 2,4 triệu thì các bác chỉ mất 2,4 triệu thôi. Rồi, đến con máy thứ hai. Của dòng con máy thứ hai này của Makita. Về cắt này là cắt hệ gia đình. Chiều dài của lưỡi được cắt. Chiều dài của lưỡi là em đo bằng tay này, 20 này. 40 phân. Và xài xích chung. Chiều dài của lưỡi là 40. Xài xích chung nhỉ. Con máy này là 35cc lòng 40 ly. Makita có bơm xăng phụ. Máy này khá là đẹp. Trọng lượng của máy này tầm khoảng là 5,5 cân. Phù hợp các bác là mang lên đồi cắt cây các thứ là khá là thuận tiện vì nó không quá là nặng. Okay. Em test luôn tiếng nổ cho máy của thứ hai, con máy thứ hai của anh nhé, của Makita. Nghe gió hết sàng, hết sàng. Hết sàng rồi. Ok, các bác nào mà muốn nghe tiếng nổ của máy hoặc là cần biết thông tin về con máy thứ hai của Makita này thì em sẽ tiếp riêng cho các bác. Lý do hết sàng các bác thông cảm cho em. Máy AG2 bên em bán giá 1,8 triệu. Bên em là bao dễ nổ luôn. Ok, máy thứ ba của Estin. Dòng Estin 011AV. Estin 35cc lòng 40 ly. Chiều dài của lam là 35 để được in thẳng vào lưỡi của máy. Đấy, lam 35. Đấy. Các thông số đây. Ok. 35cc là 40 ly. Cái máy này là trọng lượng của máy tầm khoảng 5 cân. Các thông số thì đều được in ở lốc máy. Các bạn, em test luôn tiếng nổ của máy thứ ba các bác nhé.
ok. Tiếng máy nghe rất là đanh, khá là ngon với máy Yeti này. Ok, bên em AG3 bên em bán giá 2,2 triệu. Các thông số của máy được in thẳng vào lốc máy luôn. Đó. Khá ngon. Rồi, đây có máy thứ tư của Zenoat Komatsu 3G365 36cc là 4mm. Các bác có thể cắt đi khai thác cũng được. Đấy, lưỡi là của Shinaiwa. Chiều dài lưỡi được cắt là 36. Chiều dài cắt là 36. Hai ốc giữ lam vô cùng chắc chắn. Đó. Ở trong một video thì có nhiều chi tiết em quên không nói, thì các bác mà muốn biết thêm thông tin thì cứ nhắn tin gọi điện cho em nhé. Máy ưng cái dòng máy nào thì các bác cứ nhắn tin hỏi em. Em tư vấn nhiệt tình cho các bác luôn. Đấy. AG4 bên em bán giá 3 triệu. Cái trọng lượng chiếc máy này tầm khoảng 5,5 cân. Dòng này đi khai thác gia đình cắt ở nhà cũng được. Đấy, các bác cắt xung quanh nhà cũng được, mà các bác cắt đi khai thác tầm vanh tầm 100 trở xuống là máy này phục vụ các bác cắt được hết. Em test luôn tiếng nổ của máy thứ tư. Máy G365. Tiếng can tin nổ rất là giòn luôn, như tiếng xe min vậy. Máy Zenoat Komatsu 36cc là 4mm G365. Bên em là mã là AG4, bên em bán giá 3 triệu. Vì là dòng đi khai thác thì giá nó hơi cao một chút so với hệ là các bác cắt gia đình. Đấy, bác cần máy khỏe thì cứ cần một em máy như này là khá là phù hợp rồi. Rồi ok, đến máy thứ 5 của dòng của Echo AC360, hôm nay 36cc là 4mm. Các được chữ Nhật này, các in vào thằng lốc máy. Đấy, make in Japan các thứ luôn. Echo có chụp giật trợ lực. Đấy, hệ thống của nó có len gió này, len gió các bác nhé. Đấy. Bên em thì bao dễ nổ, máy nào cũng nổ, giật phát nổ luôn. Về chiều dài của lam được cắt thì là 20-30 phân, chiều dài là lam được cắt 30, xài là xài thích chung. Hai ốc giữ lam vô cùng chắc chắn. 36cc lòng 4mm. Máy này hệ cắt là các bác cắt gia đình, cắt đi lấy củi, cắt cành cây, hoặc là đi hái chè, đi cắt những cây mà xung quanh nhà, tỉa vạch đàn khá là ok. Đấy. Em bán tỉa cành nhiều quá, nói nhầm là hái chè, các bác thông cảm. Ok. Ô máy khá là đẹp. Ok, test luôn tiếng nổ của máy thứ 5 này. Echo thì bền bỉ cao, vòng tua lớn, các bác cắt thì máy cực khỏe và các đi khai thác cũng được. Đấy, về con máy này phù hợp với các bác với giá cũng rất là mềm. AG5 bán giá 2,2 triệu. Rồi, đến một con máy Echo nhỏ. Máy Echo cắt hệ gia đình, máy khá là nhỏ gọn. Đấy, các thông số này. Các bác nhìn nhé, Make in Japan này, 007461CS3000. Này là đời 4 số này, con này là 30cc lòng 37-38 ly. Đấy, rất là nhỏ gọn, rất là nhẹ nhàng. Cắt hệ gia đình, các bác cắt cọ cây, cây củi xung quanh nhà, hoặc là các bác có thể cầm leo trèo lên cao, cắt những cây cành ở trên cao cũng được. Bởi vì trọng lượng máy tầm khoảng có 4 cân thôi, nếu gọi đến 4,5 cân thì lam được cắt của máy là lam được 30, và xài là xài xích chung. Con này xích chuột, là xích chuột có bơm sang phụ các bác nhé.
đời 3000, rất đẹp, đời này đời mới, bộ số là thế hệ mới luôn. Thì chiếc máy này khả năng là em thấy là rằng khoảng 95%. Khi mà hai con máy này mà để một cái máy mới để hai bên thì các bác không thể nhận ra được máy nào mới, máy nào cũ nữa. Ok, em test luôn tiếng nổ của chiếc máy thứ 6 này. Tiếng máy nghe cực khỏe luôn. Dòng ECHO thì là sự cắt rất là khỏe. Cắt rất là khỏe. Cái máy này là AG6 bên em bán giá 2 triệu do là nó rất còn mới, thế nên là các bác nào mà ưng ý em máy này thì cứ nhắn tin qua em nhé. Rồi, hôm con thứ 7 ngày hôm nay Makita vào tay MED400 có chụp giật trợ lực, giật rất dễ nổ các bác nhé. Giật lực này. Có bơm xăng phụ ở đây này. Này, thắng xích vẫn còn hoạt động các bác nhé, thắng xích vẫn còn hoạt động này. Đấy, khá là ok. Thì lưỡi, chiều dài của lưỡi là được cắt được khoảng tầm 35 và xài xài xích chung. Máy này phù hợp các bác là cắt xung quanh nhà rồi hệ gia đình. Khá là ngon, vì mình nên sắm một con máy nào để cắt cũng chẳng hạn như cắt cành, cắt cây mà nó vướng vào xung quanh nhà thì nó rất là thuận tiện. Máy này khá là khỏe. Mỗi một dòng máy này nó có đều có một cái công dụng riêng, chẳng như Makita hoặc là ECHO đều có một thế mạnh riêng. Ok, em test con máy thứ 7, tiếng kêu của máy nhé, tiếng nổ của máy cắt xong. Gió nhé. Okay. Các bác nhớ chỉnh gió em nhé. Khi các bác muốn chẳng may gặp cái trường hợp như vừa nãy, các bác chỉnh lại gió một chút. Bác giật ho một tiếng, các bác đóng lại, rồi bác giật phát nữa là nổ luôn. Thắng xích vẫn còn hoạt động. Máy khá ngon. Bán với các bác giá mềm AG7, bán giá là 1,7 triệu. Độ mới. Máy rất là mới luôn. Họng hàm rồng. Đấy. Làm theo máy luôn. MED400. Mã là AG7, bán giá 1,7 triệu. Rồi, đến con ngày thứ 8. Cái máy này là Zenwatt Komatsu G36AV Made in Japan, được in thẳng vào máy. Các bác yên tâm về bên sản phẩm em là toàn là hàng Nhật thôi. Rất là bền. Hai ốc lưỡi giữ làm. Chiều dài của lưỡi được cắt là khoảng 25-30. Xài là xài xích chuột. Phục vụ các bác là cắt hệ gia đình. 36cc là 40 ly. Trọng lượng của chiếc máy này là tầm khoảng 5,5 cân. Để có le gió này. Ok, máy khá đẹp. Rè loát Komatsu. Rồi chiếc vỏ là nó để trong kho nó hơi bụi một chút, nhưng mà tiếng nổ của máy cực kỳ ngon luôn các bác nhá. Căng tin nổ cực giòn luôn, nổ cực khỏe. Vẻ bề ngoài thì không quan trọng lắm, thì quan trọng bên trong em nó khỏe và rất là bền. Sử dụng dòng Zenwatt Komatsu rất là bền. Rồi, cái con cuối cùng của ngày hôm nay là ECHO hai ốc giữ lam. Con ECHO này là V3600, 36cc là 40 ly, 3600 bốn số, dòng thế hệ mới. ECHO có chụp giật trợ lực các bác nhé, bên em bao dễ lổ luôn.
Các bác có buôn xăng phụ 3600. Máy này dùng các bác đi khai thác cũng được. Make in Japan. Máy này là chiều dài của lam được cắt là 20-30 phân. Và xích này xích chung 36cc là 4mm. Nhận test luôn tiếng nổ các bác nhé. Tiếng găng ti nổ cực giòn luôn. Dòng hệ đi khai thác rất phù hợp với các bác nào đi khai thác với trọng lượng của máy này không quá nặng. Dòng ôi nhẹ cực luôn, chỉ tầm khoảng 5 cân thôi các bác ạ. Hai ốc giữ làm V3600, 36cc là 4mm. Ok. Đây là 9 con máy mà bên em cửa hàng em để giới thiệu chào bán cho các bác. Thì các bác nào mà thấy cũng hay thì các bác cho em một nút like, một nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận những video sớm nhất của cửa hàng bên em. Em xin chào và tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.